Kính thưa Cộng đoàn, nước là sự sống, đó là một khẳng định chắc chắn. Đó không phải là khẩu hiệu, lý thuyết, nhưng mỗi người chúng ta đều cảm nhận được sự cần thiết của nước. Một trong những hãng nước sạch đóng chai của châu Âu, đứng đầu châu Âu và hiện nay cũng hiện diện ở Việt Nam, lấy cái tên cho thương hiệu của họ, đó là La Vì là vì tiếng pháp là sự sống vừa một cách chơi chữ vừa nói lên tầm quan trọng cốt lõi của nước đối với cuộc sống của chúng ta như thế nào vì thế nước chính là sự sống nhưng nếu chúng ta nói nước là sự sống thì chúng ta lại cũng có thể nói nước là sự hủy diệt nước giết chết con người Năm 2020 chúng ta đã cảm nhận được những thiên tai lũ lụt nhiều nơi trên thế giới và khoảng tháng 3 người ta nói nhiều đến đập Tam Hiệp ở Trung Quốc. Đập này phải xả lũ bởi vì nếu không thì sẽ vỡ đập. Việc xả lũ đã phá hủy những thành phố cổ có những lâu đài, có những công trình nghệ thuật kiến trúc đã 500 năm tuổi nhưng mà qua dòng nước lũ đã bị cuốn trôi hết, cuốn trôi hết không còn lại gì. Nhất là Việt Nam chúng ta tháng 10, tháng 11 vừa qua, chúng ta đã cảm thấy sự hủy diệt kinh khủng của dòng nước. Nước cuốn đi sinh mạng con người, nhà cửa, những động vật nuôi, nước phá rừng, nước làm sụp đổ cả đồi núi, nước làm lụt lún những đường đi, giao thông tắc nghẽn và rất nhiều người lâm vào cảnh màn trời cháy chiêu đất. Như thế, sức nước có sức hủy diệt vô cùng ghê gớm Nước vừa là sự sống Nước vừa là sự hủy diệt Đó là kết luận của chúng ta Với cái nhìn thiêng liêng về bí tích thanh tẩy Kính thưa cộng đoàn Khi một người gia nhập giáo hội Họ đón nhận bí tích rửa tội Hay là bí tích thanh tẩy Và linh mục chủ sự dội dòng nước trên đầu khi đón nhận dòng nước này, một người xin lĩnh nhận bí tích thanh tẩy vừa chết đi cho con người cũ, vừa sinh ra để trở thành một con người mới. Người lính nhận bí tích thanh tẩy vừa đoạn tuyệt với quá khứ còn nhiễm nhuốm màu tội lỗi để khởi đầu một giai đoạn mới, một giai đoạn làm con Thiên Chúa. Trước bí tích rửa tội có thể người đó còn mang nhiều tội lỗi nhất là tội tổ tông và sau bí tích rửa tội thì người được gia nhập giáo hội trở nên tinh tuyền, chính vì thế mà liền ngay sau bí tích rửa tội, họ được trao một tấm áo trắng để nói lên rằng họ đã sống lại với Đức Giêsu, họ đã trở nên con người mới, họ đã phục sinh và chiếc áo trắng ấy chính là sự thánh thiện là niềm vui mừng của cả giáo hội và cũng của cá nhân mỗi người. Chính vì thế, dòng nước của Bí tích rửa tội vừa là dòng nước giết chết hủy diệt con người cũ, vừa là dòng nước tái sinh để làm sinh ra con người mới. Con người cũ là con người của tội lỗi, bóng tối, con người mới là con người của sự thánh thiện và của ánh sáng. Con người cũ là con người của sự u buồn, con người mới là con người của hân hoan vui mừng được sống lại phục sinh với Đức Giêsu. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta trở về với bài Phúc âm hôm nay. Mỗi năm vào Chúa Nhật thứ hai mùa vọng chúng ta lại thấy xuất hiện hình ảnh ông Gioan Tẩy giả. Tẩy giả là gì? Giả là người, tẩy là cử hành bí tích thanh tẩy hay là cử hành nghi thức thanh tẩy. Ông Gioan đã xuất hiện kêu gọi mọi người hãy sám hối, hãy trở về với Chúa vì Chúa đang đến rồi. Hãy sám hối để canh tân đổi mới cuộc đời. Hãy bỏ những tham vọng, bỏ những gian dối, bỏ những gì là tối tâm, hiểm khích, chia rẽ và ích kỷ, nhỏ nhen. Và dòng người Do Thái đã tiến đến với ông ở dòng nước sông Giọc Đăng để xin ông rửa cho. Phép rửa của Gioan là phép rửa sám hối. Gioan đã lấy nước của dòng sông Gióc Đăng và đổ trên đầu những người sám hối. Cùng với lời kêu gọi họ, hãy cố gắng từ bỏ những gì là tối tăm, từ bỏ những gì là nhỏ nhen ích kỷ để trở về với Chúa, sống cao thượng, quảng đại, từ bi và nhân ái hơn nếu ông Gioan cử hành nghi thức rửa tội ở dòng sông nghi thanh tẩy ở dòng sông Giốc Đăng thì Đức Giêsu đã thiết lập bí tích rửa tội để khi chúng ta lĩnh nhận bí tích rửa tội không giống như nghi thức rửa thanh tẩy của ông Gioan tẩy giả trong hoang địa nhưng đây là bí tích làm cho chúng ta trở nên con cái Chúa chính vì thế cộng đoàn hôm nay chúng ta đón nhận các anh chị em tân tòng họ sẽ gia nhập giáo hội qua nghi thức bí tích rửa tội giờ đây. Họ trở nên con người mới, họ được gọi là ki tô hữu, họ đoạn tuyệt với cuộc sống cũ, cuộc sống còn nhiều mờ tối tăm, tội lỗi và yếu đuối. Đương nhiên, một khi trở lại với Chúa, không phải hẳn nhiên chúng ta sẽ trở nên những con người thánh thiện, nhưng Chúa sẽ ban ơn và sức mạnh cho chúng ta để chúng ta dần dần tiến bước trên con đường hoàn thiện và con đường nên thánh để sống ơn gọi của người Kitô hữu. Trở về với hình ảnh ông Gioan Tẩy Giả cũng là lời mời gọi của Giáo hội nhân Chúa Nhật thứ hai mùa vọng kính thưa cộng đoàn. Để đón Chúa đến chúng ta không chỉ diễn tả sự khát vọng mặc dù là sự khát vọng ấy rất mãnh liệt nhưng để đón Chúa đến chúng ta phải sửa đổi cuộc đời, phải sám hối. Ông Gioan đã dùng những hình ảnh rất dễ hiểu để nói với chúng ta đổi cao thì hãy bạt đi cho phẳng thung lũng sâu hãy lấp cho đầy những con đường cong quanh co khúc khuỷu hãy uốn nắn trở nên thẳng ai trong chúng ta cũng hiểu đó là những hình bóng để diễn tả những thiện trí của con người chúng ta khi chúng ta muốn đón Chúa chúng ta phải trở về với người canh tân đổi mới cuộc đời để rồi Chúa thực sự đến gặp gỡ chúng ta và Chúa đến ngự trong tâm hồn của chúng ta Ông Gioan xuất hiện như là ngôn sứ Isaiah đã loan báo trước Cho nên bài sách thánh thứ nhất Nói với chúng ta về một tiếng kêu trong sa mạc Ông Gioan chính là tiếng kêu trong sa mạc khi, nói chúng ta, khi chúng ta nói đến tiếng kêu trong sa mạc Chúng ta hiểu ý nghĩa của tiếng kêu này Sa mạc là nơi chỉ có gió, chỉ có nắng, chỉ có cát Và là nơi khô cằn, sa mạc là nơi ít có sự sống bởi vì nơi đó không có nước vậy mà một tiếng kêu vang lên trong sa mạc dường như một tiếng kêu rất can đảm một tiếng kêu kiên nhẫn dù là có người nghe hay không có người nghe do an khiêm tốn nhận mình chỉ là một tiếng kêu trong sa mạc tiếng kêu ấy đã có rất nhiều người nghe thấy và họ đáp lời bằng cách họ đến với ông xếp hàng dài để xin ông thanh tẩy cho là cử chỉ sám hối trở về với chúa để xin ơn tha tội chúng ta chuẩn bị mừng lễ giáng sinh kính thưa quý ông bà và anh chị em trong cuộc sống hôm nay Mặc dù là có nhiều cải thiện về kinh tế, về vật chất, về văn hóa, nhưng xem ra về tình nghĩa thì đang có nguy cơ bị nghèo đi. Người ta nói đến một xã hội bị hoang hoa, hoang mạc hóa, một xã hội đông đúc người đi lại nhưng mà lại giống như một sa mạc khi mà con người vô cảm với nhau. Ước chi mỗi ki tô hữu của chúng ta trở thành một tiếng kêu trong sa mạc cuộc đời tiếng kêu ấy để nói với mọi người về thiên chúa hiện diện tiếng kêu ấy là tiếng kêu của chính nghĩa của lương tâm tiếng kêu ấy là của thiện trí xây dựng một cuộc sống tốt đẹp mà con người sống tình nhân ái với nhau như thế chúng ta mới thực sự dọn đường cho chúa đến và như thế chúng ta mới thực sự mừng lễ giáng sinh có ý nghĩa để chúa đến với tâm hồn và đến với cuộc đời của chúng ta amen